hàng trăm đoàn viên thanh niên này đang nhặt rác, làm sạch dọc bãi biển Trà Cổ. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình Ngày hội thanh niên với biển đảo quê hương năm 2020 với chủ đề Tuổi trẻ với chiến dịch hãy làm sạch biển và thanh niên với biển đảo quê hương do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Có hơn 300 đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia ngày hội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ đoàn trong và ngoài quân đội nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biên giới, biển đảo quê hương, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền, tình yêu quê hương đất nước, chung tay bảo vệ môi trường. Các đơn vị đã tặng 90 suất quà trị giá 90 triệu đồng cho 90 học sinh nghèo vượt khó, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao cho 30 hộ ngư dân, tổ chức cho người dân địa phương ký cam kết bảo vệ môi trường, phát động chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2020.